Xin chào tất cả các em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Lê Thanh Tùng, đã từng là vận động viên bóng đá và hiện nay anh đang huấn luyện bóng đá cho các đội bóng đá thiếu nhi. Và như các em đã biết, bóng đá là một môn thể thao vua được mọi người Việt Nam rất yêu thích. Hôm nay với sự hợp tác của nhãn hàng Milo, anh sẽ giới thiệu cho các em những bài tập cơ bản nhất trong môn bóng đá để cho các em có thể chơi bóng đá được tốt hơn. Cũng như tất cả các môn thể thao khác, bài học đầu tiên chúng ta đó là môn khởi động. Trước tiên đó là khởi động khớp cổ tay. Tiếp theo là xoay khớp cổ chân. Cổ chân. Khớp bả vai. Ngược lại. Tiếp theo là xoay hông. Tiếp theo là xoay gối. Ngược lại. Tiếp theo động tác chạy bước nhỏ tại chỗ. Mũi chân của chúng ta tiếp xúc xuống đất trước gót chân. Tiếp theo là động tác nâng cao đùi. Khi chúng ta chạy nâng cao đùi, đùi chúng ta vuông góc 90 độ. Hạ xuống. Rồi chúng ta bắt đầu làm. Nâng cao đùi lên. Tiếp tục. Tiếp theo là động tác má trong, khi chạy chân chúng ta nâng cao vuông góc và má trong hướng vào trong. Rồi nâng cao vuông góc chân lên. Tiếp theo là đá má ngoài. Khi chạy, má ngoài của bàn chân chúng ta hướng ra ngoài. Chúng ta bắt đầu. Hướng ra ngoài. Hướng má ngoài ra ngoài. Nhanh lên. Tiếp theo là động tác bật nhảy. Khi nhảy chân chúng ta đưa vuông góc 90 độ, chân sau thẳng. Rồi chúng ta bắt đầu làm chân trái. Rồi nâng cao đùi lên. Rồi thẳng tay lên, hai tay thẳng lên cao. Rồi dưới chân thẳng ra. Rồi chúng ta thả lỏng.